Chào các bạn, hôm nay Tuấn và bọn Phú Vlog sẽ thử thách ở lại đêm tại biển vịnh biển dưới chân đèo Hải Vân nha các bạn, đối diện bên kia Đà Nẵng nè. Ở đây trên Google Maps thì không có vị trí, nhưng không có tên, nhưng mà ở hai người dân được kể ở đây gọi là bẻ hòn rặng nha. Hôm nay mình sẽ cùng bọn Phú thử thách là sinh tồn ở đây qua đêm thôi nha. Qua mình làm cái gì và trước tiên là mình sẽ đi câu cá này và bắt ốc. Hôm nay Tuấn sẽ đem những thứ gì để sinh tồn đây nha. Đây là bãi hòn rặng nha các bạn. Hôm nay người ta làm đường này, chạy xe tới đây luôn nè. Sướng chưa? Đấy, tụi mình chạy xe tới đây rồi nha các bạn. Đây là bọn Phú Vlog nha. Hôm nay tụi mình sẽ thử thách ở lại đây một đêm thử nha các bạn. Vừa câu cá này, vừa bắt cua bắt ốc ở đây nha. Đây, để mình ra mình quay cái bãi hòn rặng này như thế nào nha. Đấy, các bạn theo thằng Tuấn nha. Đây bãi biển tụi mình hay đi cắm trại nè vào dịp lễ nha. Hôm nay Tuấn và bọn Phú sẽ câu cá tại vị trí ban đêm tại cục đá đó nha các bạn, câu vịnh bờ thôi, không đi xa. Ở đây mình có thể quay được thành phố Đà Nẵng nha. Lại tiếp tục chương trình câu cá vẹn vịnh biển dưới chân đèo Hải Vân nha các bạn. Để quay. Đây là mấy con ốc Tuấn vừa bắt nha các bạn. Tối nay sẽ có món ốc luộc chấm muối tiêu rồi nha các bạn nha. Đây là vịnh biển tại Đà Nẵng nha các bạn. Ở bên kia đèo Hải Vân á, dưới sót chân đèo Hải Vân là thấy cái vịnh biển nha các bạn. Để mình về mình check vệ tinh trên Google Maps cho các bạn xem vị trí ở đâu nha. Bạn xem phía vệ tinh này, đây là điểm của tụi mình ở lại qua đêm tại đây nha các bạn, một vị trí không có nước ngọt nha. Hôm nay Tuấn sẽ đem những gì để qua đêm tại đây nha các bạn. Trước hết là phải có bóng chai nước này, bóng chai nước đó, hay bóng chai nước ngọt. Ngồi biển thì không có nước mẹ nước ngọt để uống nha các bạn. Đây có dầu nè, dạo này hen nước mắm nè, muối, hai lông bò hốt. Đây là hai cái nồi của tụi mình nè. Đây võng là võng để ngủ. Đây là cái đồ nghề bác xào huyết của mình. Đây là cái túi đựng để đồ cao nha các bạn. Đó là hai cái cần cao của mình nè. Và đây là tôm nha các bạn, tôm thúi, tôm hư nha các bạn, để câu cá. Đây là vị trí chắc tối nay mình ngủ ở cái cây này nha các bạn, ngủ ở đây thôi. Bên kia là Đà Nẵng nha các bạn, thành phố Đà Nẵng. Bạn thấy cái chùm mây bên kia che cái mặt trời lên rất là đẹp nha các bạn. Mình không biết cái gì chứ. Đây mình zoom lên cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy à. Đây là thành phố của Đà Nẵng nè. Ở đây là cũng gọi bán đảo Sơn Trà nè. Ở vị trí này nó xa hơn cái sủng cỏ nhiều lắm nha các bạn. Đây là toàn cảnh mình sẽ
câu có ở đây. Bây giờ nước nó đon ròng là mình sẽ đi bắt ốc trước. Bây giờ Tuấn và bọn Phú sẽ đi bắt ốc biển nha các bạn. Vì nước nó đon ròng này, mặt nước nó đon xuống nên tụi mình sẽ đi lượm mấy ốc về để ăn tối nha. À đây các bạn ơi, mình đã chuẩn bị một túi lưới xanh rồi. Đây mình bắt ốc. À, bọn Phú là có đem thêm có túi lưới này để đựng ốc nha các bạn. Sao? Đây đây, ốc vú. Vú. À. Ốc nhìn đi rì đây các bạn ơi, ốc đây các bạn. Vô vô à, ốc xíu nè. Đây nè các bạn này. Trời ốc quá trời luôn. Đây các bạn ơi, ốc này. Ốc này nó nhỏ nhỏ nhiều. Đây đây. Đây, đây, đây. Đây các bạn. Nhỏ quá, để lượm mấy con to to á. Cá mớ nè. Ê. Đây các bạn. Ăn ốc bú. Nghe túi ốc này nhiều. Giờ mấy cục đó này có cua không biết. Ê, cái này mà thấy được con tôm bác nó vui nè. Đấy. Ốc nó bác quá tỏa. Ngán mình ăn 8 miếng trò chứ không phải. Ê đã đem với đi. Mày cũng bằng tiếng kém quá. Tiếng kém hả? Này, ốc bự này. Không, con này con càng vô nữa rồi. Bị ốc. Ok. Con sợ chị đang biết cháy rồi có được không qua đây phải qua chạy đây này. Ô lòn à, các bạn sầu huyết nhiều dở luôn nha các bạn. Sầu huyết. Ê cái này con sầu huyết nó ngon nhiều lắm này. Cái này nó tôi lặt rồi này. Con gì con dây sầu huyết trời vui nhiều sao hả. Hơi rồi tới từ đây các bạn sầu huyết này nhiều lắm. Từ từ nó trong cái ai nè bằng đúng nè. Bằng đúng núi Đông Tây Bắc đang có loại sò gì sầu huyết hả. Ừ. Đây các bạn bây giờ mình đã ghi ra rồi bấm hoài. Đây nó ở trong cục đó này nha các bạn. Ui sò các bạn ơi, giờ mình sẽ lặt ra đây. Con này này mà lục chấm muối tiêu thì nhức nách nha các bạn. Nhiều lắm lắm luôn đứng này. Nhiều lắm, buồn. Ê, nhiều cái này. Chìm phú. Cát rồi. Ai. Đây các bạn ơi, tụi mình đang bắt sò. Đó thì đang khó làm rồi. Ê, cái này công được đâu này. Nó dậy hắn to luôn chứ, nhiều lắm. Không, hay à, bó.
đâu đâu, hai bạn lên. Đây các bạn ơi. Trời ơi sò. Em buộc cái ngát đi hả? Đây các bạn, sò huyết đây nha các bạn. Đây các bạn ơi, sò nhiều nè các bạn. Ô, nè. Trời ơi. Đây các bạn ơi. Ôi. Này này này. Ủa nó bù cứng gì đi? Ừ, cứng lắm. Ô. Này, tí nữa mình lục chấm muối tiêu. Đây các bạn mời ơi. Các bạn ăn. Ồ cứng lắm. Đúng báo về đi. À đó. Đây các bạn ơi. Ấy. Đấy. Ê, ốc ốc nó mà nó đi. Ốc nó đi với sợ nha. Trúng nước ròng à. Bác đi bọn. Ê con đi con chi đi đúng rồi này. Một. Con ốc này. Con nó ăn không được ta. Con sò hả? Ừ. Ê, con này đẹp ghê các bạn này. À. Đây các bạn có thấy không? Con này khá là đẹp luôn. Mình không biết con gì hết. Bác kiếm nồi nồi lên xíu mình hâm nha các bạn. Đây. Con này không biết nó còn sống hay không. À con này còn sống nè. Dạ hả? Dạ dạ. Con sò mía nè. Này này con này nhìn cái này cái này cái này. Ê để tôi vô tôi lấy cái cài, tôi có đem cài nữa. Ê, nó bù này cứ ngát luôn này. Ơi lấy cài khui. Mấy bữa lần mấy đó lẫn có nước vô tôi lặt kìa. Đây các bạn ơi, mình bắt được một cái sò này các bạn. Ôi. Đợi mình vô mình lấy cái cài. Các bạn ơi, sò này các bạn. Đây các bạn thấy chưa? Đây. Ê, đây là bí biển này mình hé cây này mình để mình đi khui sò huyết nha các bạn. Món này rất ngon. Em bây giờ mình sẽ đi khui. Đây là sò huyết nha. Đấy. Giờ mình sẽ khui nè, nó đây nè. Rồi. Đây, đó. Dễ chưa ạ? Đó, một con sò huyết. Đâu hết rồi. Đây, bây giờ mình sẽ chương trình đi bắt ốc và bắt sò huyết nha. Này hư rồi. Trùng ốc nhiều mà không biết. Sẽ khui đó lên thôi. Đây các bạn, mình khui đó lên cái sò huyết này có mớ này. Nó trong cục đó này nè. Đó, hay giờ bây giờ mình sẽ đập cục đó này ra mình lấy sò huyết. Răng nó bằng thú. Đây, đây bằng thấy cục sò huyết này, cục đó trong sò huyết nè. Sò huyết trong cục đó nè. Đây. Đây các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Sò nó nằm trong cục đó này các bạn. Bằng túng núi đang cạy nó ra. Đập chân nhanh cho. Đập chân nhanh. Đây các bạn, mình chịu trách nhiệm là lấy túi để bỏ còn cái nữa kìa. Bỏ sò. Kìa đem lên làm gì đó. Khui. Nè bỏ vô đây khui cái này. Không ý đồ nhưng mà lấy gì nè. Đây này, đây này bạn, nước ràn xuống ở trong cục đó này nè. Nè. À, ở trong cục đó nè. Heo ba công luôn nè. Nè, đấy, khui nó ra thôi. Đem theo khui ta nè. Ủa cái nãy tôi đưa cho ông bọn rồi mà. Chỗ này nè. Nè cái sò này, sò này. 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 Sò này, sò khử được nầu lên xíu vô ngâm. Yeah. Mẹ. Nó to như quỷ. Khó ăn con sò huyết này ghê á. Dạ. Này. Khui nó ra máu luôn. Mình sẽ ốc đi, bọn mình ốc đi. Này con như là ăn được này. Này ốc như là ăn được. Ok. Cái biển mà nó liền như cái cầu vậy.
8 giờ là phải. Xíu nữa bọn ăn con đánh đỏ lắm này, cái muối ngon lắm này. Này này này. Mấy con này mấy con nhỏ đây. Cứ kéo được hình ra kìa. Đây đi đông đông bác nó sướng, nhiều cũng vui nè. Thầy sò quyết ở đó mà. Rồi mình bác ở trong cọn thôi nha các bạn. Không có lạng nha. Lặt đó này sẽ có. Thì ngắn con cua câu này. Đây là con cua câu này. Mình chạy đâu. Ê bà cua. Cua nha các bạn. Đây con cua này. Cua đây. Cua côn. Đây là hai con ốc á. Ốc này không biết ốc ghe nha các bạn. Đó. Bỏ con luôn. Đây lượm ốc này ăn cũng được này. Bắt ốc bằng phố ba, bằng lượm như đâu đó. Đây nè, quá trời nè. Qua đây hầu về đi. Này này, con sò huyết cũng to cho này. Đây, con sò huyết đây nha các bạn này. Món này là món đặc sản ở đây. Cứng lắm nha các bạn. À, rồi. Đây. Đó. Mày ốc quá trời đó. Ốc quá trời mà nhỏ không. Này này. Kiếm nội gì vậy? Ê, quay cái mặt qua đây ông nội ơi, đừng quay cái đít qua. Qua video không mình không biết. Đây, con đây này. Lên đây. Cái được con mặt nó không ngay nè. Có cái mạc kia mới ăn được. Con ốc ngạc luôn thì. Này bữa túi chắc ốc to rồi. Đây con tiếng to to này. Này ốc vú nè. Con không có. Thì có những đẹp, mạo đẹp ghê luôn đúng không? Nước để trong dưới này. Mấy ngày ăn mà nước để cam chứ. Đúng cái chỗ. Con này cháy. Con này. Đây các bạn, sò huyết nữa nha các bạn. Mình hái con này nhanh lắm. Đây. Để biển mạng cái mướn này mướn mà. Xuống đây kia 8. Cái mùa 8. Xuống là từ 8 đầu mà. Chi từ 8 lẻ chứ. Có cái suối nó mà nhỏ bữa này. Suối này à? Ừ. Đó này cứng như thế. Ê, tao đụng bằng đó này mà bưng. Phải. Chứ có lại được hết chứ. Chứ này nè, có trong này nè. Thì ít con không. Ê, đây con to một con này. Đây cả ra ra đâu, đúng rồi. Đây con to này một con này. Này này, con to này. Đó nàng nãy. Đó nó nhỏ này, nó nhỏ này. Thu bỏ luôn đi. Nhỏ quá. Đây sao quyết đây mà nhỏ quá. Chết rồi. Quá cũng làm trong cái hầm này mà. Đang bác đây. Bác lại đây, có em không? Không có, để cho cua ở con sò huyết này. À, con sò huyết to này. Đó, thấy chưa? Sò nó là cái kia sò điếp mà sò huyết. Sò huyết. Đặt ra máu. À, sò huyết hả? Máu, huyết. Đâu đâu, hả đâu? Thì á. Đây, cho đây. Đây. Đấy. Từ, cho tôi quay cái đi. Đó, cũng thế nào mới trong đây nè. Còn một rau ấy. Hai. Ba. Có trúng nước vào nên tranh thủ đi bác ít sầu ít.
mấy đó này về bón cho mấy có cảnh thôi á. Đây bạn xuống núi đi tìm sò huyết nè các bạn. Đây là do là nước biển chiều hôm nay là tụi mình đi ra ngồi này á thì nước biển đang xuống nè các bạn, cho nên nó sẽ lồi ra những cái cá này các bạn. Và sò huyết là nó sẽ nằm trong cái này. Này các bạn này. Không những có hồ cá nè các bạn. Nó bu vào trong những khe đá và nó sẽ rút vào trong những cái hồ cá nào mà có cái lỗ các bạn. Ô. Lật cái hòn đó là phải có nha. Cũng có nè. Có mà khó lái quá. Thôi đi qua bên này, đi qua bên này, đi qua bên này. Không không. Kia không có đâu, ở chỗ này mới có siêu quá sầu huyết nhiều. Kia xí này mình câu có kia. Đây là để cho ngót cái quần kia làm chay. Quay mặt đi. Được nhiều vô không? Này, rón mấy câu nữa đây. Rón mấy câu nữa đưa qua nấu cơm. Đây, qua đây lượm ít ốc nữa đây. Qua đây lượm ít ốc nữa nè. Thì cua thử có rồi lượm. Đấy. Nhỏ. Ốc quá trời thì mặn nhỏ quá. Đó, có con cua mà ha. Đi tìm con cua. Cua. Cua thử có. Em bọn Phú đoàn đi bắt ốc nha các bạn. Ra xoa này thử có. Nước đơn ràng. Ốc thì quá trời mà nhỏ không nha các bạn. Mùa nước súng vỏ mòn á, nước súng nhiều. Có mấy cạo ăn cọn không nè, bác mấy có mấy cọn. Đâu một phú ơi, tiền một phú ơi, một phú tiền tiền ngân hòn địa phủ nữa chứ, không cửa hòn mà chơi ngân hòn địa phủ nữa này. Lao rồi bữa mà chơi ghê đây. Ê, hình như mình thấy con cua rồi. Chơi. Ê, mấy con có chị mà ở dưới này đẹp lắm nha các bạn. Mình quay gần cho các bạn cua.
Đây, mấy anh có nhỏ 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 đủ thứ màu sắc luôn á. Đây, mấy anh có nhỏ 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 này nè, đủ thứ màu sắc luôn. Thấy anh cua chỗ này, lặt bên cua thử này. Đây đây, mình bắt cua rồi, thấy rồi. Đây, mình bắt được con cua, thấy được cái kẹp nghe. Đây, bắt được con cua này, đây con cua đó nha. Đây, bắt được con cua đó này. Cái gì? Con chay. Tôi bắt được con này này, tôi bắt được con cua này. Ồ. Này, con này này. Cái ảnh kẹp đó. Bỏ vô đây. Đấy. Tôi biết rồi. Sao rồi mày đâu? Sao mày đâu? Tôi cũng thấy nhanh vậy, thấy con bò nhanh vậy đâu. Con cua hả? Rủi đó. Sao quyết đâu có bò. Rút còn nhanh vậy, thấy mình nó hỏi mì rồi. Con gáp con bò chạy vô. Con quyết là bay giết mình. Không, con như mì kiếm mình, miếng đòn ai ăn hết đây. Bắt nghe được, bắt nghe được là để ha. Bắt đẻ được. Có đem tam nữa hả? Chứ chặt cây chứ không đem tam luôn. Cái được cục có thôi mà. Qua chống nước làng hay là cái cấp. Chứ tam miếng kìa, ơ đi chặt củi. Ê, mình ở hồi đó mình đã vô cái đảo này đâu đã đúng không? Mình ở chỗ bên kia kìa. Bên cục đó bên kia kìa. Đó thì được đó, nãy đi qua mình thái cho mổ. Thế thôi, mình đi qua mình xí cho máy này. Xòa lét, nó quăng lẻ cũng nhanh cũng nước thôi. Con me bằng bạc vệ tinh lên bằng cua. Xòa lét. Ừ, cho lắm qua hè cái núi lắm. Kiếm con nữa, hè người hè. Em mà đang bắt con cua này hà đó. Thì thái cái lật cục đó là cua nó nhỏ. Thằng đó đây đẹp chưa này, thằng đó này đem về cản về lồm hơn 5 bộ đúng bè luôn á. Không mẹ chở về chứ lo cho mẹ cũng lệnh ít đem về chứ xe đó bỏ lần chở về thôi chứ cái chim mua suka noa con ấp mình tháng 9 này mình sẽ dẫn gia đình ra đây nha các bạn. Đây mấy con sầu huyết to nha, mình sẽ cưới nó ra. Đây mình mới thấy mấy con sầu huyết đây nha các bạn, trong đình trong khe này đó, trong khe đó đẹp tiếp. Mùa này thì sầu huyết này là quá trời luôn á, nó nhiều hơn ở sông cỏ. Đây được cái là nước được cái suối nước ngọt nó mới nên cọn rồi nha bác, suối nước ngọt cũng cọn rồi. Suối gì nào? Suối tới kìa chỗ xem đẻ xí lên chai múc nước xuống nấu cơm chứ. Mà nắng nước sâu đi đọc. Cui con sầu huyết nha. Không rô à, không rô à. À, đây con to nữa này. Chúng này bắt sò bắt dũa nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh của Bằng Tuấn để xem Bằng Tuấn bắt sò. Bắt cái này thì phải đi bắt sò thì được chứ bắt ghé không được nha các bạn. Ghé bắt được thấy chứ bạn ơi, chẳng qua là họ Tuấn ghé là một quá trình á, mình tốn không được họ. Chúng con này đang cứng vậy á. Ý
Đây, bây giờ là khoảng cỡ đấy, thì mình vô mình đi kiếm củi nha các bạn. Kiếm củi là nấu cơm trước đã. Cái bắt đầu mình câu cá, có được con bò bao nhiêu con là mình sẽ bỏ vào nồi canh chú ba. Mình hấp cái đầu này trước. Đây, mấy cây mình đi là cái đường này chưa mở nha các bạn. Bên đây là đường nó mở rồi, mình chạy tới biển luôn. Giờ bữa nay mình sẽ có một cái video hướng dẫn các bạn chạy xuống tới đây. Đây đây, đây là con đường nha các bạn. Đây mình thấy chiếc xe mình để. Đây, chiếc xe mình để nha các bạn. Đó, mấy bạn thấy con đường đó chưa? Mấy kỳ là mình đi bộ nha các bạn. Đi bộ để sang kia, đi bộ xuống nửa tiếng ạ. Bữa nay là người ta móc xuống tới đã tới biển rồi nha các bạn. Đây là các bạn mà thích đi phượt á, ở cắm trại ở biển đây mà tối mà sang bắt cua, bắt ốc, câu cá như mình á, thì xem video của mình sẽ hướng dẫn cái đường đây cho các bạn. Một phú là đoan lượng củi về nha các bạn, để nấu cơm. Đây mình cũng đi lượm mới củi đây. Củi nguồn đây thì đây khoảng 10 mét là có củi nha các bạn. Không sợ. Đây là mình đoan lượm củi về đây. Tối nay là mình sẽ nấu đồ ăn ở đây các bạn. Đây mình sẽ có sẵn mấy đồ các bạn. Đây Hoàng đúng đang bắt thêm củi vô các bạn. Liền nào một đúng không? Đây đây. Đây lấy liềm này. Liềm nó chạc láng đúng không? Đụng nó vô. Vô đi giật có được không? Giỡn dạ, bọn đứt tay đó bọn. Rồi. Rồi mà đưa mấy đứa nó mà vô. Đưa... Đấy, thanh niên nuôi heo. Đoan chặt củi. Chừng này. Đấy các bạn. Mình chặt đấy rồi. Tối nay tụi mình sẽ đốt lửa ở đây luôn nha các bạn. Bây giờ. Dạ. À, giờ mình đi rửa cái nồi. Nấu rửa hai cái nồi này. Rồi rửa rau. Rồi. Ê chưa có bọn ơi. Quá chạy gần gì có. Chị đi câu có. Nấu cơm trước rồi. Thì bọn nấu cơm tôi đi câu có. Bọn đi không, bọn đá đi. Đi rửa ra là ca hết đi. Rồi chị chờ đi rửa rau. Cạp túi câu có ra ăn cơm sao. Thì nấu cơm trước đi. Tôi đi trước cái đầu đây. Túng rửa rau xong rồi nha. Bây giờ Tuấn đi câu cá, kiếm vài con về để nấu canh chua nha các bạn. Thì anh em Tuấn chia nhau ra để làm. Bọn Phú thì phụ trách nấu cơm. Tuấn thì đi câu cá, kiếm vài con về nấu canh chua nha. Các bạn thấy Tuấn ra cái hòn đá to đó không? Đó to phía xa xa nữa kìa. Đó, đứng trên đó Tuấn câu cá nha. Câu khoảng được 15 hay phút thì được chừng này. Chừng này là Tuấn và bọn Phú sẽ nấu nồi cơm chua và ăn cơm tối nha các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ xem và like ủng hộ Tuấn nha để ra những video chất lượng hơn nha. Cả nhà ăn cơm. Ăn
xong là sẽ đi câu cá nha các bạn. Anh có trời cũng không mưa nữa rồi. Sáng mai thank you.